Với những ca COVID-19 mới được phát hiện trong cộng đồng, tối ngày 20 tháng 5 và sáng ngày 21 tháng 5, các lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương khoanh vùng, truy vết, cách ly, khử khuẩn nhiều nơi, đề phòng dịch lây lan. Sáng ngày 21 tháng 5, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa con hẻm 200 đường Xóm Chiếu, phường 14, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị gồm công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, nhân viên y tế dựng rào chắn tại con hẻm này. Người dân ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, phía bên trong, nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Khoảng 18h30 ngày 20 tháng 5, lực lượng chức năng cũng tiến hành xịt khử khuẩn và phong tỏa căn nhà trên đường Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 20 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn là bệnh nhân 4.780, 4.781, 4.782 là ba mẹ con trong một gia đình. Sau đó, ngành y tế cùng các đơn vị có liên quan đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý ổ dịch.